kết thúc. Giờ đây con xin kính mời cha xứ sẽ dâng lời cầu nguyện và sẽ ban phúc lành cho tất cả chúng con. Và con mời ban trà một buổi tối rất là ý nghĩa bên mẹ Maria, với những lời ca tiếng hát và với những chia sẻ của cha dòng Chúa Cứu Thế. Hôm nay chúng ta tình vui bên mẹ Maria kết thúc, nhưng niềm vui này vẫn kéo mãi trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta xin Chúa chúc phúc và thánh hóa cho chúng ta một buổi đêm an lành. Và tin dân nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Chúng con trong cõi rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chơi chê cho bò lời chúng con nguyện. Trong ơn gia nam thiên tôn đức nữ được trên hiển vinh sáng lang. Để trai tìm rất thánh Đức Chúa Giêsu. Để trai tìm cửa thánh cửa tỉnh rất thánh Đức Bà Maria. Để thánh Du Xe là bạn thanh sản Đức Bà Maria toàn đời đồng trinh. Để các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con ban sự bằng a. Cầu cho chúng con nhân cha và con và thánh thần, amen. Cảm ơn cha, cảm ơn tất cả mọi người. Con xin kính mời thiên cha, thiên cơ và ban nhạc và tất cả anh em ca sĩ sẽ đứng lại chụp ảnh. Mời tất cả anh em truyền thông nữa, một người chụp thôi và.